Cả nhà thân mến, và sau đây Avao xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Mù Xe Say Thợ Má Đèo. Ngày xưa đồng bào thường lấy những chú ngựa thồ để thồ những chuyến hàng từ vùng cao xuống miền xuôi và từ miền xuôi lên miền ngược để thông thương buôn bán. Những chú ngựa thồ nào tốt thì đồng bào sẽ giữ lại để làm vật nuôi trong nhà. Còn những chú ngựa nào mà không vượt được đèo mà đến giữa đèo mà đứt hơi thì đồng bào sẽ cho vào chợ phiên, vào nồi thắng cố để cho những chàng trai cô gái trải nghiệm ẩm thực vùng cao cùng em ăn thắng cố. Thầm Má Đèo. Lượn vòng quanh co nơi đại ngàn đã xa, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Cô em lệnh mùa say say lo say say mu say say lo say say ho chứ mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh tao uống ở mẹ mẹ. Thắm Má Đèo lượn vòng quanh co nơi đại ngàn đã xa, giữa núi rừng đường đạo khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Cô em lên mùa hồ mùa say say lo say say mùa say say lo say say hồ chứ ở mẹ mẹ vượt sông đẹp vượt sóng ngang. Thắm Má Đèo nghiêng nghiêng núi như dài luồng văn ngang trời, vang tiếng khen bay trong gió rực sắc trời. Thắm Má Đèo nghe tiếng lòng bao lưu luyến, lời ước khen mùa xuân về về với Thắm Má Đèo. Say say lo say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Tao hầu mẹ mẹ. Thắm Má Đèo lượn vòng quanh co nơi đại ngàn đã xa, giữa núi rừng đường đạo khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Say say lo say say, mu say say lo say say, hầu chứ ở mẹ mẹ. Vượt sông đèo vượt gió ngang, Thắm Má Đèo nghiêng nghiêng núi như dải lụa bát ngang trời. Vang tiếng khen bay trong gió, rực rỡ trời Thắm Má Đèo. Oh,
ô chứ thank you.
Áo hát một ca khúc rốc luôn. Cảm giác rất máu lửa luôn cả nhà. Nghe nhạc là Áp Áo nhảy luôn. Chỉ còn những ánh mắt lung linh theo vòng quay. Chỉ còn những tiếng hát vang lên khi nồng say. Chỉ còn những cầu lửa tung lên muôn ngàn sao. Chỉ còn những ánh mắt lung linh theo vòng quay. Chỉ còn những tiếng hát vang lên khi nồng say. Chỉ còn những cầu lửa tung lên muôn ngàn sao. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói. Nhớ
cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên, cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Oh, yeah. Vâng, cả nhà ơi, hơi quá đà. Mình bảo chào khán giả rồi nhưng mà tại guitar hay quá cho nên tôi áp báo cố thêm hai bài. Hơi quá đà, anh Nhã toát lên mồ hôi. Vâng, cả nhà thân mến. Và bây giờ áp báo và anh Đức Nhã xin phép được chào thật, không chào giả nữa. Rồi, mùa say. Ai mà muốn sử dụng hay ai mà muốn sở hữu những chiếc đàn guitar có âm lượng, âm thanh mà cực kỳ tuyệt đối như thế này thì hãy gặp anh Nhã. Đức Nhã guitar thì theo số điện thoại thì anh có thể đọc cho khán giả ở trên kênh của báo. Ok, số điện thoại của Đức Nhã là 0983882877. Đức Nhã sinh năm 77 nhé, anh em biết xưng hô. 0983882877. Cảm ơn báo hôm nay máu quá. Rồi, mùa say báo xin phép được khép lại tại đây. Mùa say chào cả nhà, mùa say. Rồi về thôi Giang ơi. À, vâng, cả nhà thân mến, và sau đây áp báo và anh Đức Nhã xin phép được khép lại video ở đây. Chúc cả nhà có một chuyến du lịch trải nghiệm trên kênh của áp báo và trên kênh của anh Đức Nhã, một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Và áp báo và anh Đức Nhã sẽ hẹn cả nhà một ngày gần nhất để sản xuất ra những bản phối, những bản phối mới nhất để cho những tác phẩm của áp báo cũng như hòa quyện vào tiếng đàn của anh Đức Nhã để gửi tới tặng cả nhà. Đây là những cái bản mà hai anh em cùng hòa tấu, cùng kết hợp với nhau, chưa có sự tập luyện. Và bây giờ chỉ có đây là đánh theo cảm xúc và mình cùng hòa cùng cái cảm xúc của nhau để cho ra những bản tác phẩm mà trực tiếp không chỉnh sửa. Đây, hẹn gặp lại cả nhà trong một ngày gần nhất. Và anh Nhã có đôi lời phát biểu hay là có những đôi lời tâm sự về chiếc đàn của anh đang đánh để gửi tới cho cả nhà không? Đây là chiếc đàn Việt mà chính anh Đức Nhã tự sản xuất và tự chỉnh âm. Và anh có đôi lời phát biểu để gửi tới để chia sẻ cho cả nhà. Ok, xin chào tất cả khán giả và cảm ơn A Báo. Cái cây đàn này là cây đàn guitar Việt mà Đức Nhã đã sản xuất. Nói là guitar Việt Nam nhưng cây đàn này đã xuất khẩu sang cả Nhật Bản và Đài Loan. Thì Đức Nhã đã sản xuất cây này và lắp pickup rồi để mình chơi với hệ thống âm thanh ngoài. Đấy, thì còn ngoài ra là hệ thống âm thanh ngoài hiện nay Đức Nhã đang dùng cái loa PB60D 120W, rất đơn giản thôi để anh em thu âm. Và trong cái bài vừa rồi báo hát ấy, thì Đức Nhã có sử dụng hiệu ứng là delay và reverb kết hợp thì nó tạo lên cái tiếng như này. Mù say say lo say say, mù say say lo say say, hầu chứ hầu mê mê, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hồ mê mê. Thầm mã đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hồ chứ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống